kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Nay tôi đang đứng ở đây là ở phường Thắng Nhất này, khu đô thị Chí Ninh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu. Đấy, chỗ này là đang xây dựng cái trường học cấp 1 quý vị nhé. Trường cấp 1 luôn, rất là to, hoành tráng đấy. Còn cái chung cư quý vị nhìn thấy đây đấy, chính là chung cư 242 ấy, ngay chân của dốc cơ giới ấy. Thì tôi có một cái video khác giới thiệu cho quý vị một cái nô đất ở đây, ngay khu Chí Ninh này, gọi là khu biệt thự, khu biệt thự, một cái lô biệt thự ở chỗ đằng kia. Đây là diện tích 450m², giá đang chào bán là 14.9 tỷ đấy quý vị. Đấy, ngay trường Khải Hoàn ấy. Trường Khải Hoàn là thẳng đây luôn. Nhìn nô đất của mình ấy, thẳng đây xong rẽ tay phải, rẽ tay trái ngay trường Khải Hoàn đây. À, trường đấy, trường mẫu giáo Khải Hoàn. Còn đây là chung cư 242. Còn những cái tòa này ấy, là chung cư nhà ở xã hội. Đây trường học. Nói chung là tiện ích ở đây rất là nhiều. Đấy, chợ này, trường các thứ này, siêu thị vân đầy đủ. Thì đấy là sơ bộ cho quý vị biết là cái cơ sở hạ tầng cũng như là các cái tiện ích ở khu vực này nó như thế nào. Thì quý vị nào quan tâm ở đây thì alo cho tôi. Thì đất ở phía bên phường 10, phường Thắng Nhất này nó sẽ rẻ hơn phường 10 rất nhiều. Đấy, ví dụ như là một cái lô đất tương tự như vậy ở phường 10 ấy là 45 triệu 1m². Đấy, mới chỉ bàn giao nền thôi. Đấy, còn đất ở đây thì có tính ra có 33 triệu 1m² thôi. Đấy, rất là tốt. Đấy, mỗi lô chênh nhau mấy tỷ luôn. Đấy, cứ 100m² là 1 tỷ rồi, hơn 1 tỷ rồi, 1 tỷ 2 lần. Đấy, cứ 100m² chênh nhau 1 tỷ 2, 300-400m² là chênh nhau tới vài tỷ rồi, 4 tỷ mấy luôn, 4 tỷ 8, 5 tỷ luôn. Đó. Thì sơ bộ cho quý vị biết một lô đất như vậy nhé. Quý vị nào có nhu cầu ở đây thì cứ alo cho tôi. Đó. Khu này nó như thế nào?